Theo quy định hiện hành của WTO, Việt Nam nằm trong số các thành viên phải giả soát chính sách thương mại với chu kỳ 7 năm một lần. Tiếp theo, phiên giả soát chính sách thương mại lần đầu tiên của Việt Nam được diễn ra vào năm 2013 tại Geneva, Thụy Sĩ. Phiên giả soát chính sách thương mại lần thứ hai của Việt Nam đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại phiên giả soát lần này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Quốc Khánh đã thông tin tới các thành viên WTO về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam hiện nay đã tăng 170 lần so với thời điểm Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới vào năm 1986 tăng 37 lần so với thời điểm Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 1995, tăng 5 lần so với thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào năm 2007. Báo cáo giả soát thống kê thương mại thế giới năm 2020 của WTO cũng đã ghi nhận rằng trong số 50 nước có nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới, Việt Nam có mức tăng trưởng lớn nhất khi dịch chuyển từ vị trí thứ 39 vào năm 2009 lên vị trí thứ 23 vào năm 2019. Điều này cho thấy độ mở cửa của nền kinh tế Việt Nam cũng như tính nghiêm túc trong việc thực thi các cam kết quốc tế kể từ khi gia nhập WTO. Các thành viên WTO cũng ghi nhận sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn giả soát và đưa ra hơn 850 câu hỏi về môi trường kinh tế Việt Nam, thể chế thương mại và đầu tư, các chính sách thương mại về quy định hải quan, thuế xuất nhập khẩu ưu đãi, phòng vệ thương mại, các biện pháp SPS, TBT sở hữu trí tuệ, mua sắm chính phủ cũng như chính sách phát triển một số ngành trọng điểm như nông nghiệp, thủy sản, năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, dịch vụ viễn thông. Việt Nam đã trả lời phần lớn câu hỏi từ 31 thành viên WTO trong thời gian ngắn và cung cấp thêm thông tin cho các thành viên WTO để từ đó nắm được bức tranh đầy đủ và toàn cảnh hơn về những nỗ lực và quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế gắn với thực thi đầy đủ và tuân thủ các cam kết quốc tế.